Ông Đoàn Ngọc Hải bơ đẹp bà Phương Hằng, kệ bà chủ Đại Nam thao thao bất tuyệt. Thủy Tiên tiếp tục gặp hạn hậu khi bà Phương Hằng gọi tên. Phản ứng của Thủy Tiên khi bị chính người thân trong gia đình nghi ăn chặn tiền từ thiện. Tiến sĩ Vũ Thế Dũng phân tích vụ nhờ từ thiện hộ của MC Trấn Thành. Quý vị đang theo dõi tin tức được cập nhật 24 giờ trên kênh Tin tức Việt. Những tin tức nóng nhất sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Ông Đoàn Ngọc Hải bơ đẹp bà Phương Hằng, kệ bà chủ Đại Nam thao thao bất tuyệt. Động thái mới đây nhất của ông Đoàn Ngọc Hải cho thấy bà Phương Hằng đã hoàn toàn bị bơ đẹp trong drama cho và nhận oxy. Những ngày qua drama về bà Phương Hằng bất ngờ chuyển hướng sang ông Đoàn Ngọc Hải khi giữa cả hai xảy ra hiểu lầm đáng tiếc. Cụ thể, bà chủ Đại Nam cho rằng ông Hải không rõ ràng trong việc từ thiện, gây hiểu lầm cho mọi người rằng Đại Nam bán oxy với giá cao trong khi mọi thứ hoàn toàn miễn phí thì ông Đoàn Ngọc Hải đã lên chung với lại um, công ty uh, đi lên mấy cái um, chỗ mà xin oxy để mà xin oxy chúng tôi đã lường trước được tất cả những cái thuyết âm mưu cho nên trong cái bình oxy tôi đã ghi rồi là oxy miễn phí và bốn ngày liền ông đi lên thì tôi nghe ông lên trong bụng tôi đã không vui rồi nhưng mà vì tôi không khỏe nhưng sự thật bao giờ nó cũng là sự thật ổng lên xin oxy đi với lại thiện nguyện nhất tâm. Sau khi xin oxy về thì ổng lại đi ghé một cái trạm nào đó ông bơm oxy. Thì ổng trả tiền oxy ở đâu không biết nhưng ổng nhắn tin rằng là chỉ cho bình và oxy mua. Thêm nữa, hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải chụp cùng ông Huỳnh Uy Dũng được lan truyền trên mạng khiến nhiều người hiểu lầm hai bên có quan hệ thân thiết. Điều này khiến bà Phương Hằng không hề hài lòng giọt nước tràn ly, nữ đại gia bất ngờ tạm quay xe, bỏ qua loạt sao Việt để livestream về ông Đoàn Ngọc Hải. Thì tôi hỏi ông Đoàn Ngọc Hải nè, ông là một người từng làm trong nhà nước. Ông mua ở đâu sao ông không nói mẹ nó ra ông mua ở đâu? Mà ông nói nửa chừng để cho người ta nghĩ rằng là chúng tôi cho bình không có oxy. Vậy ông muốn cái gì ở Đại Nam này và mọi cái hành động thực cử chỉ của ông Được con Thanh Trần đưa lên trên mạng Nhưng ông mới nhớ kỹ rằng Tôi là nhân chứng sống đây tôi chưa chết Một cái âm mưu cực kỳ là tồi bại Cho nên buộc tôi phải đuổi ông ra khỏi Đại Nam này Một cách lịch sự Vợ ông Dũng lò vôi vì quá tức giận Nên đã tuyên bố không có bất kỳ quen biết Hay bạn bè với ông Hải Đồng thời cấm cửa ông Đoàn Ngọc Hải đến Đại Nam Bà Phương Hằng còn tuyên bố sẽ không cho cá nhân đoàn thiện nguyện nào oxy nữa và chỉ cung cấp cho Bộ Công an và cơ quan nhà nước. Tôi nói âm mưu cái gì quý vị thấy rõ rồi. Đúng không quý vị? Thứ nhất là muốn bôi nhọ chúng tôi. Thứ hai là muốn gây xáo trọng trộm, trộm cộng đồng. Tôi đã ghi rất là rõ là oxy cho miễn phí. Thế mà vẫn Nói rằng chúng tôi bán oxy Tôi tồi đến cái mức mà tôi đi lấy 50 triệu tiền oxy 100 triệu tiền oxy Thành ra tôi đuổi cổ ông ra khỏi Đại Nam là quá chính xác rồi Và ông lên Đại Nam với cái mưu đồ gì đây Ông nghĩ tôi kém thông minh dữ vậy sao Ông nên nhớ tôi là CEO Là bà tổng Còn ông đã từng là một công chức của nhà nước và nếu mà nói về những cái dị giảng của ông á, tôi không có thiếu thông tin đâu nha ông Đoàn Ngọc Hải. Kể từ khi ồn ào xảy ra, phía bà Phương Hằng liên tục live stream để dằn mặt ông Đoàn Ngọc Hải. Tuy nhiên một điều khó hiểu là cựu phó chủ tịch quận nhất thành phố Hồ Chí Minh không hề lên tiếng, chỉ có nhóm từ thiện lên thanh minh hộ đòi trả lại bình oxy. Điều này khiến dân tỉnh vô cùng khó hiểu. Trước những hiểu lầm này, một bên tuyên bố không cho, một bên dỗi không nhận. Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đoàn Ngọc Hải tuy nhiên ông hải cho biết mình không có bất cứ phản biện nào liên quan đến những phát ngôn của bà phương hằng điều ông quan tâm nhất lúc này là chỉ muốn tập trung vào làm từ thiện ông hải phủ nhận việc mình là người lan truyền những bức ảnh chụp chung với ông dũng tại khu du lịch đại nam vì không muốn ảnh hưởng tiêu cực đến đại nam cũng như danh tiếng của vợ chồng bà nguyễn phương hằng nên ông đoàn ngọc hải và nhóm thiện nguyện đã quyết định trả lại toàn bộ vỏ bình oxy cho bà hằng Ông Hải, ngoài việc đặt 100 bình oxy loại 40 lít đã qua sử dụng từ Nhật về, còn chi thêm 1,2 tỷ đồng để mua thêm 1.000 bình oxy. Động thái của ông Đoàn Ngọc Hải được nhiều người cho rằng đang tự ái, giận dỗi bà Phương Hằng. Cũng có ý kiến cho rằng ông Hải không muốn dính lưu đến những ồn ào thị phi, mặc kệ vợ ông Dũng lò vôi thao thao bất tuyệt một mình, việc ai người đấy làm. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Nếu ông có lòng tốt, á, ông đã hiến cái xe cứu thương đó cho bệnh viện rồi. Đâu có cần phải đi đánh bóng mình giống như là một người tử tế lắm Sao nhiêu bao lần ông làm bao nhiêu điều thì ông biết hơn ai hết Đừng để tôi á, nổi điên lên tôi lôi cả thầy trò ông ra trước công chúng á Thì mất công ông đội quần nha ông đoàn Ngọc Hải Bởi vì cái câu chuyện tôi vừa kể vừa rồi á Là cái điện thoại đồng bộ quá là thằng mấy thằng lính của ông Trong đó có ông nữa Đã đụng là phải chạm và bây giờ ông là một công dân bình thường Chả có con mẹ gì mà phải ngán mặt ông cả Và ông á Là đứng trong giới xe bích Ông binh giật thằng Hoài Linh Không có lý do gì Ông đi lên Đại Nam hồn nhiên được Thủy Tiên tiếp tục gặp hạn hậu Khi bà Phương Hằng gọi tên Giữa hạn sao kê đang rồn rập xảy đến với các ngôi sao trong showbiz Việt, Thủy Tiên cũng không tránh được những lùm xùm. Sau khi bị một nữ đại gia gọi thẳng tên và đặt vấn đề minh bạch trong chuyện tử thiện, nữ ca sĩ đã có một video trình bày để thanh minh, giải thích và hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện để trả lại sự trong sạch cho bản thân. Khi ồn ào này chưa lắng xuống thì mới đây Thủy Tiên lại tiếp tục bị một anti fan tố cáo đã nợ tiền bảo vệ suốt 18 tháng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, anti fan này cho rằng phía nữ ca sĩ đã nợ phí dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, gọi chung là phí quản lý suốt năm 2020 cho đến năm 2021 là 18 tháng mà chưa thanh toán. Theo lời anti fan này, người phụ trách thu tiền đã nhắc mãi mà thủy tiên từ chối trả, trong khi các nhà khác đều đóng đủ phí và không có ý kiến gì. Được biết thủy tiên cùng gia đình ở chung cư An Hòa 6, Tân Thuận Đông quận 7, một khu vực thuộc dạng sang trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với lời tố Antifan cũng đính kèm một số bằng chứng, trong đó đáng chú ý là giấy báo phí quản lý nhà lần 3, cho thấy giấy thông báo phát hành ngày 8 tháng 6 năm 2021 ghi rõ phần Thủy Tiên còn nợ năm 2020 là hơn 40 triệu đồng. Tính cả hai quý 1 và quý 2 của năm 2021 chưa đóng, Thủy Tiên còn sấp xỉ 49 triệu tiền phí dịch vụ chưa thanh toán. Đáng nói là hạn hoàn thành phí đáng lẽ là ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021, nhưng sau một tháng, dù đã nhắc hai lần, phía làm dịch vụ vẫn chưa thu được phần tiền này từ Thủy Tiên. Lập tức bài đăng đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, nhiều người không tin vào lời tố cáo này, có ý kiến khác lại tỏ ra thông cảm với nữ ca sĩ. Hiện Thủy Tiên chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến lời tố cáo một chiều trên. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Phản ứng của Thủy Tiên khi bị chính người thân trong gia đình nghi ăn chặn tiền từ thiện. Không chỉ cộng đồng mạng, Thủy Tiên còn cho biết cô bị chính người thân quen bạn bè và thậm chí là họ hàng nghi ngờ trong chuyện từ thiện, điều này khiến cô ca sĩ vô cùng đau lòng. Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ bị xéo tên khá nhiều vì vấn đề từ thiện. Thời gian qua câu chuyện này càng trở nên ẩm ĩ hơn khi một nữ đại gia có tiếng đã ra mặt yêu cầu vợ chồng nữ ca sĩ phải sao kê đầy đủ hàng trăm tỷ đồng kêu gọi được vào hồi năm 2020. Rất nhanh sau đó, cả Thủy Tiên và Công Vinh đã lên sóng live stream khẳng định khi hết dịch sẽ ra ngân hàng in sao kê, chứng minh sự trong sạch. Tuy nhiên, những ồn ào vẫn chưa thực sự qua đi. Mới đây trên Facebook cá nhân của mình, Thủy Tiên có dòng tâm sự về vấn đề làm từ thiện khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Cụ thể, bà xã Công Vinh tiết lộ một số người thân, bạn bè cũng nghi ngờ cô trong vấn đề này. Nhìn họ tin vào lời xuyên tạc, giọng ca giấc mơ tuyết trắng không khỏi xót xa mình cứ nghĩ bạn bè, người thân quen, fan ruột, thậm chí họ hàng là những người hiểu thương và tin mình nhất. Sau những dẫn dắt xuyên tạc, cắt ghép sai sự thật, chỉ từ những nick ảo vô danh trên mạng được xe đi, họ tin mình ăn chặn thiệt luôn. Phải chi là người ngoài xa lạ chả quen biết nhau bao giờ thì mình không đau lòng. Dù yêu thương thân thiết như thế nào, cũng không bằng vài lời nói của Nick vô danh trên mạng xã hội còn đáng tin hơn người mình từng thương. Cuộc đời con người ta phải nên trải qua những lần như thế mới nhìn thấu hồng trần, Thủy Tiên viết. Trước đó trên sóng live stream, Thủy Tiên từng không giữ được bình tĩnh mà bật khóc nức nở. Công Vinh đã lên tiếng thay cô và bênh vực vợ trước những nghi ngờ của dư luận. Theo lời cựu cầu thủ, không chỉ tinh thần bị ảnh hưởng mà ngay cả công việc kinh doanh cũng gặp khó khăn vì lời bôi nhọ ăn chặn từ thiện. Thậm chí Thủy Tiên còn quá stress nghĩ đến giải nghệ. Công Vinh khi đó thẳng thắn tuyên bố, không thể vì chuyện này mà cứ vu khống chúng tôi ăn chặn tiền từ thiện. Chúng tôi khẳng định không bao giờ có những chuyện ăn chặn tiền của ai một người đàn ông sao mà tôi chịu được việc vợ của mình bị trà đạp. Tôi cùng với vợ sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Tiến sĩ Vũ Thế Dũng phân tích vụ nhờ từ thiện hộ của MC Trấn Thành. Thời gian qua, rất nhiều nghệ sĩ bị dính vào loạt lùm xùm, xoay quanh chuyện quyên góp và xử lý tiền từ thiện, gây xôn xao công chúng, tạo nhiều ý kiến trái chiều. Trước vấn đề này, tiến sĩ Vũ Thế Dũng, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ quan điểm của mình. Nếu cái tâm của người nghệ sĩ ấy tốt thật sự đi chăng nữa thì hành động cũng phải thật cẩn thận. Về việc nghệ sĩ làm từ thiện, sau danh hài Hoài Linh là một trường hợp khiến chúng ta phải đặt nhiều nghi vấn. Đó là trường hợp của MC Trấn Thành, một nghệ sĩ trẻ khá nổi tiếng, nhận tiền từ khán giả nhưng quyết định gửi cho một người khác làm từ thiện hộ. Nếu người nghệ sĩ này đưa số tiền đó cho một người uy tín như Thủy Tiên đi từ thiện hộ thì cũng được, nhưng đằng này cậu ta lại đưa cho một người không hề có tên tuổi thì sao? Đây là một vấn đề khá gây tranh cãi, chúng ta nên cùng suy nghĩ về câu chuyện này. Nếu người được nghệ sĩ này nhờ và đi từ thiện ngay, đi đúng thời điểm, địa điểm cần từ thiện và công khai minh bạch thì mọi chuyện ok, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên, rõ ràng công chúng vẫn phải hoài nghi, vì sao nghệ sĩ này lại kêu gọi từ thiện rồi chuyển tiền sang cho người khác, một người mà công chúng không hề biết tên. Nhưng giả sử người được nghệ sĩ này nhờ vả lại đưa tiền cho một bên thứ ba nữa, rồi bên thứ ba này thiếu minh bạch thì sao? Lúc này, người nghệ sĩ ấy có đáng trách hay không? Tôi nghĩ dù fan có hâm mộ thế nào đi nữa cũng sẽ lung lay. Tôi không kết luận chính xác rằng người nghệ sĩ này làm đúng hay sai, nhưng rõ ràng vấn đề của anh ta có gây tranh cãi, khiến người ta phải đặt nghi vấn. Cái tâm của người nghệ sĩ ấy tốt thật sự đi chăng nữa thì hành động cũng phải thật cẩn thận, sai một ly đi một dặm, coi chừng đổ hết xuống sông xuống bể. Và nếu người nghệ sĩ đó không đi làm từ thiện thì vai trò của anh ta là gì? Chính công chúng cũng có lỗi khi quá tin nghệ sĩ, không đề cao những tiêu chuẩn để nhờ ủy thác. Trong công tác quyên góp từ thiện, dù không nói ra nhưng vẫn tồn tại cam kết ẩn giữa công chúng và nghệ sĩ, trong đó cam kết gồm rất nhiều thứ. Thứ nhất, nghệ sĩ phải đảm bảo về số tiền ủy thác, công chúng đưa ra 1 triệu phải từ thiện đúng 1 triệu không được bớt. Thứ hai, nghệ sĩ phải tới đúng địa điểm cần từ thiện. Công chúng muốn từ thiện cho người miền Trung thì không thể đi miền Bắc. Thứ ba, nghệ sĩ phải có mục tiêu rõ ràng và đích thân thực hiện từ thiện, không nên đưa lại cho một bên khác mà công chúng không biết. Thứ tư, nghệ sĩ phải từ thiện đúng thời gian, ngay và luôn lúc người ta đang cần, chứ đừng ngâm tiền tới 6 tháng mới làm, như Hoài Linh. Thứ năm, nghệ sĩ phải làm đúng phương tiện, cách thức từ thiện và đạt kết quả theo sự kiến. Dù không nói ra, nhưng nghệ sĩ nên thực hiện đúng các cam kết này. Chính vì không thực hiện nên mới xảy ra nhiều nghi vấn lùm xùm sau đó. Chính công chúng cũng đã có lỗi khi quá tin nghệ sĩ, không để cao những tiêu chuẩn để nhờ ủy thác. Nghệ sĩ thì quá dễ dãi khi không đưa ra kế hoạch, cam kết cụ thể. Nếu ở quy mô vài trăm triệu, những lỗi này sửa rất dễ. Nhưng khi đã lên đến vài chục tỷ, trăm tỷ thì dễ tạo lùm xùm rắc rối, gây nhiều hệ lụy, không ai tưởng tượng ra được. Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại với những tin tức nóng hổi khác. Quý vị cũng đừng quên viết ra dòng trạng thái bình luận của mình về nội dung mà chúng tôi vừa nêu.